Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ review một em sữa dưỡng đã rất nổi tiếng đến từ thương hiệu Innisfree. Đó chính là Innisfree Chechu Lava Sea Water Lotion. Innisfree Chechu Lava Sea Water Lotion là sữa dưỡng có kết cấu mềm mịn, có thành phần chính từ nước biển sâu dưới chân núi lửa của đảo Chechu, có tác dụng cấp nước, giúp da săn chắc và mịn màng, chống lão hóa da, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Innisfree Chechu Lava Sea Water là loại lotion có kết cấu dạng sữa mềm mại, công thức mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh và dán chặt lên da, có tác động cải thiện đáng kể độ ẩm, cho da mịn màng và săn chắc. Nó cũng có tác động làm giảm các kích ứng bên ngoài, làm tăng độ ẩm cho các khu vực da đang thiếu hoặc mất ẩm. Đây là dòng sữa dưỡng phù hợp với các loại da trên 20 tuổi, da kém mịn màng và sạm màu, da thiếu độ ẩm, da cần các sản phẩm chống lão hóa hoặc thích các sản phẩm có cảm giác thấm nhanh. Thành phần chính tạo nên sức mạnh của dòng Innisfree Chechu Lava Sea Water Lotion là dòng nước biển sâu chảy ngầm qua các lớp đá nham thạch trong suốt 40 vạn năm. Đảo Chechu được hình thành nên từ rất nhiều ngọn núi lửa, sớm nhất là núi lửa Hala được hình thành từ 2 triệu năm trước, tạo thành một vùng biển chứa đầy nham thạch. Sữa dưỡng Innisfree Chechu Lava Sea Water Lotion chứa 66,8% nước biển, được thiết kế dạng chai nhựa màu xanh nước biển rất đẹp mắt, với dung tích 160ml. Ở cổ chai có nắp nhựa giúp bạn kiểm soát được lượng sản phẩm đổ ra. Kết cấu của sữa dưỡng có màu trắng, rất dễ dàng hòa tan và nhanh chóng thẩm thấu vào da, không tạo cảm giác nhờn dít cho người sử dụng. Chứa 66,8% nước biển sâu nhiều khoáng chất, giúp da săn chắc, đàn hồi và khỏe mạnh hơn. Có nhiều dưỡng chất phong phú, nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, phục hồi da hư tổn, cân bằng giữa dầu, độ ẩm cho da, tạo một lớp foam, hàng rào chắn giữ độ ẩm bên trong da. Tạo cảm giác tươi mới và mát mẻ khi thoa kem lên da, hương thơm nhẹ nhàng, thành phần lành tính không gây hại cho da, kết cấu kem mịn màng, tan chảy, liên kết chặt chẽ với da cùng nhiều chất dinh dưỡng giúp tăng cường độ đàn hồi cho da. Về cách sử dụng, sau khi sử dụng Ascen, tinh chất dưỡng nếu có của bộ, lấy một lượng vừa đủ Innisfree Chechu Lava Sea Water Lotion ra tay và thoa lên toàn bộ khuôn mặt và cổ của bạn, kết hợp massage nhẹ nhàng để dưỡng chất dễ dàng thấm vào da. Lưu ý, trên đây là thông tin từ nhà sản xuất. Hãy lưu ý, không có một sản phẩm nào có thể khẳng định phù hợp 100% với tất cả các loại da. Bạn cần thử sản phẩm ở một vùng nhỏ trên da trước khi sử dụng cho toàn bộ khuôn mặt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video lần sau.